Ngày hôm nay thì bên em sẽ bóc hộp cục đẩy LT4000 em nhé. Đây là mẫu đẩy 4 kênh bán rất là chạy trong thời gian vừa qua. Sản phẩm này thì anh em có thể chơi được tất cả các dòng loa trên thị trường hiện tại anh em nhé. Chất âm rất là hay, lên tới là 72 sò. Chất âm thì con này tiếng rất là thoát, rất là thoát tiếng của anh em, nhiều anh em đánh giá rất là cao. Hàng nguyên thùng em nhé, hai lớp hộp luôn, rất là đẹp. Con này thì nó khá là nặng, 72 sò, tất cả đều là nguồn đồng hết. Cân nặng của cục đẩy này thì nó rơi vào tầm 35 kg em nhé, 35 kg. Thì anh em có thể thấy đây là bên trong của cục đẩy LT4000. Con này thì tất cả đều có xốp bảo vệ hết, bảo vệ bốn góc luôn anh em nhé. Cái này chúng ta vận chuyển kể vào trong miền Nam cũng không vấn đề gì, rất là chắc chắn. Con này quá ok rồi. Ở dưới đây nó còn có sách hướng dẫn sử dụng nữa. Sách hướng dẫn sử dụng đến từ thương hiệu lưới Acoustic anh em nhé. Một trong những mẫu đẩy rất là tốt, nhưng mà xứng đáng để cho anh em ăn chơi. Rất là ok đúng không ạ? Con này nó khá là lạ. Anh em thấy đây là mặt cục đẩy LT4000 em nhé. Khi bóc ra thì nó sẽ như thế này đây. Hàng này thì quá là ok rồi, rất là đẹp. Lên tới là 1000W một kênh ở 8 ohm. Thì bây giờ em sẽ test cái sản phẩm này em nhé, test để cho anh em cùng nghe chất âm của cục đẩy này. Kênh 1 này, kênh 2 này, ok chưa? Cả hai kênh này. Chúng ta sẽ chơi ra được một cặp loa bát 40 anh em nhé, ok chưa? Hoặc là một cặp loa bát 30 đều ok. Rất là uy lực và độ chịu đòn của nó rất là tốt em nhé, độ chịu đòn rất là cao, tất cả sử dụng nguồn đồng. Hai chị hãng bảo hành tất cả cho em lên tới là 1 năm.
khủng khiếp luôn ạ. Giờ sẽ test một cái bản nhạc, em sẽ test một cái bản nhạc không lời nhé, để cho em nghe rõ. Chất âm nó sẽ rất là chi tiết. Đây là đang test trực tiếp, không qua vang, qua lòng gì, lưng chứng gì hết, đúng không ạ? Rất là hay. Cái mẫu đẩy 4 kênh này và anh em có thể chơi được những cái dòng loa full bass 30, bass 40, súp hơi bass 40, súp hơi bass 50 anh em nhé. Chơi gia đình thì chúng ta thường là chơi cùng lắm là tầm 2 cặp loa đến 3 cặp loa đúng không ạ? Nếu anh em chơi ra 2 cặp loa thì là anh em có thể chơi mỗi một kênh chúng ta chơi một quả loa. Còn bác nào mà có súp hơi thì anh em sẽ chơi kênh 1, kênh 2. Anh em chơi cho em ra 2 cặp loa bass 30 hoặc 2 cặp loa bass 40. Còn kênh 3, kênh 4 anh em có thể chập brit vào chơi ra một quả súp hơi 50 thì rất là hay, rất là uy lực. Và đây là một trong những mẫu đẩy chất âm rất là tuyệt vời để cho em chơi gia đình. Thì các bác có nhu cầu muốn mua liên hệ trực tiếp với em Quang số điện thoại bên dưới. Hàng lúc nào cũng luôn luôn là hàng mới anh em nhé. Và hàng chính hãng bảo hành tất cả cho các bác lên tới là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 trong vòng tháng đầu tiên. Ok, thì anh em quan tâm đến sản phẩm này liên hệ trực tiếp với em Quang số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.